Rồi, bây giờ em sẽ test một ca khúc của chú Duy Khánh, bài hát Bỏ Phố Lên Rừng, rất là hay, mời các bác lắng nghe. Người phụ tôi rồi có phải không? Rồi ơi, hôm nay hay lắm các bác ơi, bên ngoài và nó rất là tí tách chi tiết, tuyệt vời vô cùng luôn. Và cái cửa sổ nó rộng này, chúng ta nhìn thấy cuốn băng đẹp, nó quay bên trong là đủ mê đủ mẩn rồi. Các bác nhìn càng ngắm càng đẹp. Và đó là chiếc đài đẹp trong mọi không gian luôn. Và nó là quá hiếm, siêu hiếm trên thị trường các bác nhá. Em khẳng định Việt Nam là chắc là không bao giờ vượt quá được 5 chiếc ha. Không vượt quá được trên đầu ngón tay đâu. Nên là nếu mà các bác ưng rồi thì các bác mua, còn khi mà chúng ta đã thích thì tìm cũng không ra đâu các bác ạ. Đấy, một chiếc đài nó thật sự là một siêu phẩm về gọi là audio cổ các bác ha. Rồi nếu các bác chơi đàn organ, chúng ta gạt qua đây, gạt sang bên phải à, ngoài cùng thì chúng ta sẽ chơi organ thôi. Này đó, phải nói là hay tuyệt vời luôn. Các bác ơi, cái phím đàn này được làm rất là cao cấp chuyên nghiệp lắm. Cho nên là chúng ta đánh nó rất là hay. Phải nói là hay tuyệt vời. Rồi, không thể tuyệt vời hơn được nữa rồi. Một siêu phẩm Casio KX101, hàng hiếm có, khó tìm, kịch độc ở trên toàn cầu, toàn thế giới luôn.